Hello, chào tất cả các anh em đam mê ha. Thì hôm nay mình mới hoàn thiện xong một con máy của thằng em ở cũng ở Hậu Giang ha, cũng ở gần mình ha. Thì cái máy này là 20D. Đó. Cái biến áp này thì mình cái thông số này mình đã đi test thực tế rồi nha nè. Mình đi xong đi ruộng là cá nó lương là lên cực kỳ đẹp luôn nha nè. Đó. Thành ra cái máy này mình không có làm cái công tắc á, mà gạt á, gạt mức 1, mức 2, mức 3 rồi đó. Thì mình không có làm nha. Đây. Thì cái máy này thì mình đã thiết kế mình canh chỉnh cho nó ok luôn rồi. Tại vì cái vùng này mình đã đi test thực tế rồi. Thì thấy thông số này nó lên cực kỳ đẹp nên mình làm cái thông số này luôn. Mình không có làm cái công tắc gạt mà 1 2 ha anh em. Đó. Thì còn tùy theo dùng của anh em, nếu mà anh em ở dùng khác á, thì mình sẽ làm cái mức từ 1 2 ha. Mức 1 và mức 2 ha. Còn cái dùng của mình á, thì mình quen rồi. Tại nước ở đây thì mình biết anh em, mình đi hoài à. Nên mình biết cái nguồn nước nó như thế nào nên mình không cần phải quấn hai ba mức làm gì ha. Thì quấn cố định là một mức 1 luôn. Tại mức này là mình đi thực tế rồi. Nên mình biết nha anh em, tại cá lên rất là đẹp nha anh em. Cá lương là nói chung ra ịt, nó ực lên là thấy luôn đó nè. Lương là bún từ trong hang ra luôn ha. Dưới sông cũng vậy mà trên ruộng cũng vậy ha. Đó, thì giờ mình test máy nha anh em. Tải bóng đèn 1.000 nha anh em. Đó. Nó chỉ sáng vậy thôi nha anh em, chứ không có mạnh đâu. Nó cũng vừa, nói chung ra là vừa độ cá là vừa lên vừa đẹp. Mình cân chỉnh rồi nha anh em, nên anh em yên tâm ha. Anh em đừng có xem về những cái test bóng đèn. Và cái thứ hai nữa, anh em đừng có đam mê mà cái vụ mà kéo lửa tẹt tẹt tẹt, tẹt lên cỡ nhiêu đây đồ đó ha. Nói chung ra là mấy cái máy đó mình nói thiệt với anh em, cá lên rất là dở. Tại vì mình muốn bây giờ mình muốn kéo lửa thì mình tháo mấy cái mấy cái tụ hút cá rồi mấy cái con diode ra là kéo lửa. Anh em muốn kéo cỡ nào mình kéo ra cho anh em xem thôi. Nhưng mà mình không xài, tại vì mình đã từng xài như vậy rồi nhưng mà cá lên á. Ví dụ anh em để hai vợt gì đúng không? Rồi nó lên tùm lum hết trơn á, nhầm khi nó chết chìm nữa. Thứ hai á là nó chết không có gom cá anh em. Dạng chết mà tè le hết chứ nó không có gom á, thành ra anh em khó làm lắm. Còn đặc biệt á, anh em có diode và có cái tụ hút cá rồi nha, là cá nó sẽ gom và nó sẽ gom lại một vợt, là cái vợt này nè, đa số là cá lóc lương rồi đó, nó hút về ngay ngay cái vợt dương này nè. Còn cái này là vợt mát, đen này là mát. Nếu mà anh em đi một vợt á vẫn được nha, tại cái máy này 20D, 20D anh em có thể đi kinh nhỏ được. Và cái dây cái cọc đen này á, thì anh em thả một cọng dây mát xuống dưới nước cho mình ha, tầm khoảng cỡ 2,5 m đó. Thì còn cái này thì anh em ra vợt vậy thôi đó. Thì nếu mà có cái tụ hút cá thì nó sẽ kéo lửa không được nha anh em. Đây thử cho anh em xem ha, nó chỉ nhá lửa vậy nè, nó ứ điện anh em, nhả ra như là mình bóp gì đúng không, mình nhả con bóp ra đụng vô đó, nó còn tẹt lửa nhẹ đó anh em thấy không. Đây đó, đó anh em nghe tẹt tẹt không đó. Để mình tắt cái camera cho anh em xem ha. Còn mình dặn ra, nhả ra đúng không? Đó, anh em chấm vô. Đó, anh em thấy không? Đó. Đó, anh em thấy nó tẹt lửa không? Cái này là mình đã chế cái tụ hút cá rồi nha anh em. Nên cá lương rồi là lên cực kỳ đẹp luôn. Tại mình đã đi thực tế rồi. Đi dưới sông rồi là cá lên là dễ, rất là dễ vớt nha anh em. Nó lên thẳng lên là mình vớt luôn á, giống như mà anh em đi máy một vợt vậy đó. Đó. Thì cái máy này là cái máy hai hai vế nhưng mà anh em có thể đi một vợt được, tại vì mình có chế cái tụ diode đó anh em.
nên anh em đi một vợt thoải mái ha. Thì cái bình 30 anh em đi, nếu mà đi một vợt á thì nó tầm khoảng cỡ 2 tiếng rưỡi ha. Đó, anh em đi một vợt á, đi dưới sông á thì khoảng cỡ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi ha, bình 30 á. Còn mà anh em đi trên ruộng á thì tầm khoảng cỡ 4-5 tiếng lên ha. Tại đi trên ruộng đi 2 vợt á anh em, nó sẽ nhẹ điện hơn. Đó, ít hao điện hơn ha. Rồi cái cửa anh em ơi, để mình đóng cái cửa. Đó. Thì anh em đi dưới sông á, lúc nào thì nó cũng ăn điện hơn là đi trên ruộng hết trơn á. Tại vì dưới sông anh em thả một gọng dây mát xuống và một vợt thì anh em vớt. Thì một hồi nữa thì em nó sẽ qua lấy ha. Thì nói chung ra cái thông số này thì mình test hôm bữa thì ok rồi. Đó. Thì video cũng đến đây cũng kết thúc nha anh em ơi. Thì anh em nào có cần máy một vế hay máy hai vế gì đó thì cứ alo cho mình ha. Hoặc là anh em có cần máy xịt lạnh á thì mình cũng có làm máy xịt lạnh từ lớn tới tới nhỏ, từ nhỏ đến lớn nha anh em. Nói chung là xịt lạnh thì mình bao anh em bao nổi ha. Nếu mà không nổi á, thì anh em cứ đổi trả cho mình ha. Mình sẽ đổi cái khác cho anh em hoặc là mình làm lại cái thông số cho anh em khác. Đó. Thì theo dùng ha. Dùng nào cũng làm được hết trơn nha anh em. Chỉ dùng nước mặn là không chơi thôi. Dùng nước mặn thì làm không được nha anh em. Đó. Chỉ dùng nước ngọt với loại nước phèn thôi. Đánh dòng như là cá tra nè, cá lăng nè, cá chê nè. Nhưng mà chủ yếu là cá chê nhiều thôi. Với lại cá lăng thôi, chứ còn cá giò thì ít lắm nha anh em. Tại cá giò nó trừ khi là quýnh điện tử thôi mới nó ăn nổi thôi, chứ còn mà xịt lạnh cơ là ăn không nổi nha anh em. Rồi, video đến đây cũng kết thúc nha anh em. Chào anh em ha. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ ha. Còn anh em nào đăng ký rồi thôi. Rồi, chào anh em ha.